Xin kính chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Cái này Uyên mới học được á, cắt ra bung gì là ăn được dễ hơn cái cắt cái kiểu cũ hồi xưa. Uyên cắt cái kiểu này, kiểu này cắt cái kiểu dưa hấu, còn này Uyên cắt ngang á thì ăn gì tách ra được dễ nè. Đi ăn tách trong bà xem ơi con. Còn bánh này ơi, bánh với miếng miếng cam ở đây. Con có muốn cho anh ăn đi. Trời ơi. Đây như chua. Chua hả? Chua. Đi học về vui không? Hứng vô con. Dạ ăn hết dĩa cam này nha, kéo tháo vô. Đi học về là ăn dĩa cam ấy đó. Nè không được cảm ngủ đây cho ăn ngày rồi. Ăn ngày rồi hả? Chú tiếng Việt là gì? Tạm biệt ba. Tạm biệt ba. Tạm biệt mẹ. Ăn gì là nó ăn sạch luôn cái thịt cam luôn. Còn cái ăn nè, bỏ cái vỏ này con. Con ăn thử miếng này cho bà xem nó dễ ăn không nè. Miếng này nè, kiểu này nè. Thôi miếng này nè. Ăn đi, hồi mẹ ăn miếng này cho bà xem miếng này đi con. Cái gì? Ăn thử mấy cái miếng này nè, mẹ cắt cái mũi này nè, ăn thử là ngon, dễ ăn không? Đó Uyên cho đi ăn cái kiểu cũ Uyên cắt á, nó sẽ dính lại, nó khó ăn hơn cái kiểu mới. Đó. Kiểu cũ là Uyên cắt kiểu hình dưa nè, nó sẽ khó ăn hơn cái con kiểu cắt cho hình ngang. Mẹ lên. Kiểu này thì nó dễ ăn hơn nè. Kiểu này nó bung ra. Ba dễ thương à. Mẹ hỏi nè, ba với em muốn về Việt Nam thì ba với em phải làm gì? Nói bà nghe coi. Học Việt Nam. Học tiếng Việt hả? Rồi làm gì nữa? Ăn với đũa. Ăn với đũa, còn gì nữa không? Con mới coi tivi. Không có coi tivi nhiều phải không? Đúng coi rồi. Coi tivi một xíu thôi hả? Con ba coi mà em hỏi nhiều bài ngủ không làm vậy mẹ. Đúng rồi, điện ngủ không được coi điện thoại. Đúng rồi, Việt Nam không có coi ngủ coi điện thoại ha, hư mắt nha. Coi điện thoại. Ngủ. Mày làm cũng không? Mày không có làm nha. Coi điện thoại nhiều bị sao? Bị hư mắt. Đúng rồi. Con đi à? Đi à, có thương mẹ không? Dạ. Đi hết học tiếng Việt lắm hả? Con ăn cái miếng cam kia đi, cái miếng cam này dễ ăn hơn nè. Này đi thì dễ. Nè. Này dễ dễ. Cam ngon không con? Chua hay ngọt? Chua, ngọt. Chua chua ngọt ngọt hả? Ừ. Ăn cam sao mẹ dạy ăn mà cam? Cái này chua. Cái này chua hả? Ăn cam là nó sẽ tốt cho gì? Ăn cam có nhiều vitamin C. Tốt cho sức khỏe, tăng đề kháng nha con. Dạ lúc tại mà. Con đi học có gì vui kể cho ông bà nghe đi. Mày qua mày cười. Mày cười tại mày thấy con ăn ngoan, ăn ngon á. Lấy miếng cam kìa con, miếng cam ở trong đó. Bụng miệng lại. Con hát gì cho ông bà nghe đi, có học bài mới chưa? Không. Chưa học bài mới hả? Con chưa học hả? Con học bài tiếng Việt còn bài nào nữa không? Mấy ngày mẹ không có dạy con bài tiếng Việt mới hả? Bố xíu mẹ. Chút xíu à, có chút xíu hả? Bài Việt ngày... Nam. Tại mấy ngày mẹ không có thời gian dạy con hả? Bài Việt Nam bài gì? Con thích bài gì nhất, tiếng Việt bài gì nhất? Đức Việt Nam. Đức, bài tiếng Đức, tiếng Việt Nam hả? Tiếng Đức con hát bài gì? Con rửa tay đi rồi vô nói chuyện với mẹ. Alemanya di da. Ya. Who is this mark? Ya. Miss this mark.
rửa tay đi vô với mẹ nha. Con rửa tay xong vô hát với mẹ nha. Ich wünsche mir ein Fernglas und ein Fliege und ein Poppelett und die ABC und die Ente und einen neuen Rucksack. Und ich wünsche noch eine Feuerwehr und ein Lego City und ein und noch was. Das ein Pferd Lego City und ein Krankenwagen Lego City und ein Feuerwehr und ein Polizei und ein Auto und noch was, noch ein Poppelett und noch Aufkleber und Lollis und Süßigkeiten und Bücher und einen Teppich und eine Kette und ein Halsband und noch was. Das ist sowieso was. Und noch mehr sowas. Mhm. Und eine Haarbürste und Zöpfe. Und was noch was. Und noch Dinge von mir. Ganz viele. Und das war's. Und noch sowas. Und sowas. Der Nikolaus hat Turnschuhe. Mhm. Er hat da jetzt. Und wann machen wir? Der Weihnachtsmann bringt Dorkas. Ja? Und der lässt. Das ist schwer für ihn. Er muss schon für andere Kinder aus. Nicht nur für dich. Das wünsche ich mir. Ja, wünschst du das? Und eine Musikbox. Und eine, wo man was aufmachen kann. Was ist dein Liebling? Alles. Alles? Und cảm ơn ông đi. Cảm ơn Nikolaus đi. Thank you, Nikolaus. Und jetzt tue ich schlafen, ja, okay? Mẹ tắt Nikolaus. Hôm nay á, là cái ngày 6 tháng 12 là cái ngày Nikolaus, Thánh Nikolaus bên đây. Thì tối hôm trước những đứa trẻ nó sẽ chùi những đôi ủng của nó đó sạch rồi để nhận quà. Thì thường Thánh Nikolaus gửi là kẹo thôi cả nhà. Thì Lia hồi tối hôm qua Lia không có ngủ. Lia cứ nói là để xem ông Thánh Nikolaus nó như thế nào á, cái chị ngủ giật mình chị thức dậy chị hỏi hoài à. Thì Quy mới nói thôi giờ con muốn cái gì thì con nói với ông đi rồi mẹ gửi cho ông rồi ông sẽ nó mang quà cho con vậy đó. Thì chị mới chịu ngủ á. Con nít nó rất là đơn giản, chị thích cái gì kể hết. Cái Quy mới nói nhiều lắm sao mà mua được, cái nó nói với Quyên á. Thì mẹ nói với ông Thánh Nikolaus á, gửi cho ông già Noel đi Giáng sinh á, mang quà lại cho mình. Ông đâu có mua đâu mẹ, ông chỉ biến phép thôi mà. Cây phép thần á, ông sẽ biến phép quà cho con. Thì Quyên chia sẻ những cái khoảnh khắc tuổi thơ của đứa trẻ, nó vô tư, nó suy nghĩ đơn giản lắm. Còn Timo nói á, không có Thánh Nikolaus nào hết á, chỉ có người lớn tặng cho trẻ con thôi. Hay ổng vậy chứ ổng suy nghĩ già dặn lắm. Thì Quyên kết thúc video đây, Quyên chia sẻ suy nghĩ ước mơ của Lia cho cả nhà xem đó. Thì Quyên cảm ơn cả nhà theo dõi video nha. Nếu thích video của Quyên thì bấm cho Quyên một nút like, nút đăng ký để đón xem những video của gia đình Quyên nha. Quyên xin chào tạm biệt.